Ngày 26 tháng 4, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên đã tổ chức trọng thể lễ dâng hương kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, ngày 1 tháng 5 năm 1904, ngày 1 tháng 5 năm 2024, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Đồng chí Trần Phú, nguyên quán huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh ra và lớn lên tại làng An Thổ, Tổng An Sơn, Phủ Tuy An, nay là thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng bằng nghị lực phi thường, đồng chí Trần Phú đã nỗ lực học tập, đỗ đầu kỳ thi thành trung vào năm 1922 và sớm tham gia các tổ chức yêu nước. Năm 1925, Trần Phú tham gia sáng lập Hội Phục Việt. Đặc biệt, sau khi gặp được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được cử sang học tập tại Trường Đại học Phương Đông, đồng chí càng thêm tin tưởng vào con đường cách mạng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng, Trung Quốc vào tháng 10 năm 1930, đồng chí Trần Phú thay mặt Ban chấp hành Trung ương lâm thời trình bày luận cương chính trị của Đảng. Tại hội nghị, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Mới đây tại thành phố Cao Bằng, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân thành phố Bách Sắc, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đã hội đàm đánh giá kết quả đạt được sau một năm ký kết thỏa thuận giao lưu hữu nghị, trao đổi về đề xuất và thống nhất các nội dung thúc đẩy giao lưu hợp tác trong thời gian tới. Tại hội đàm đánh giá kết quả đạt được sau một năm thực hiện ký kết giữa tỉnh Cao Bằng và đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân thành phố Bách Sắc, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, hai bên đã thảo luận về kết quả đạt được trên các lĩnh vực hợp tác và thống nhất, quyết tâm cùng nhau thực hiện tốt các nội dung, thúc đẩy hợp tác triển khai hiệu quả cao các cặp cửa khẩu quốc tế, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, nông nghiệp, giáo dục, đào tạo cán bộ, triển khai thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới, đáp ứng nhu cầu lao động và sử dụng lao động của cá nhân và doanh nghiệp hai bên. Thời gian tới, tỉnh Cao Bằng và thành phố Bách Sắc, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc sẽ tiếp tục tận dụng tốt hợp tác, đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau, góp phần đưa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai địa phương, hai nước ngày càng phát triển. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý về đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch của thành phố Đà Nẵng. Về cơ bản, các đại biểu thống nhất với 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đề ra của đề án. Tuy nhiên, các đại biểu lưu ý, phát triển chip bán dẫn là một lĩnh vực có sức cạnh tranh cao. Vì vậy, thành phố cần phải giải quyết được các vấn đề tồn tại như cải thiện cơ chế chính sách, có chiến lược đào tạo nhân lực chất lượng cao cũng như đãi ngộ trong thu hút chuyên gia đến làm việc, cống hiến và sinh sống lâu dài. Theo ý kiến của các cơ sở giáo dục, thành phố cần phân bổ chỉ tiêu nhân lực chip bán dẫn theo từng chặng, có kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn, chú trọng đào tạo nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Về giải quyết thủ tục đầu tư, các chuyên gia cho rằng thành phố cần có một đầu mối tập trung, tránh lòng vòng qua nhiều khâu. Song song với đó cần có bộ phận giám sát, đôn đốc, thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ các nhà đầu tư. Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều bệnh truyền nhiễm đã bùng phát với số ca mắc liên tục tăng trên cả nước như tay chân miệng, thủy đậu, ho gà. Đáng chú ý, bệnh tay chân miệng đang bước vào đỉnh dịch. Nhiều địa phương có số ca mắc tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, ho gà, thủy đậu có nhiều ca biến chứng nặng do người dân chủ quan thăm khám và nhập viện muộn. Các chuyên gia y tế dự báo, với tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay, cùng với sự giao thương đi lại của người dân tăng cao trong những ngày nghỉ lễ, số ca mắc bệnh truyền nhiễm sẽ còn gia tăng, lây lan mạnh. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, hiện cả nước có gần 14.000 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng hơn 3.000 ca so với số liệu của Bộ Y tế công bố trong cuộc họp phòng chống dịch trực tuyến ngày 10 tháng 4. Trong đó, các địa phương có số ca mắc rất cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang. Theo các chuyên gia y tế, tháng 5 là thời điểm dịch tay chân miệng có thể đạt đến đỉnh dịch. Khi mà cháu có biểu hiện sốt và các nốt nó lan ra thì khi đó mình mới phát hiện và đưa đi bệnh viện. Đầu tiên là nó xuất hiện ở mông cho nên là tôi cũng không để ý lắm. Cái lượng bệnh nhân của khoa cũng như là lượng bệnh nhân của bệnh viện, đặc biệt là đối tượng là nhi thì có xu hướng tăng lên một cách tương đối là rõ rệt. Và các mặt bệnh chủ yếu xuất phát từ là các bệnh lý đường hô hấp, tay chân miệng vẫn là chiếm tỷ lệ cao. Bệnh ho gà, sởi, cúm cũng ghi nhận số ca mắc gia tăng. Đáng chú ý, phụ huynh thường nhầm lẫn ho gà với cảm sốt thông thường nên cho trẻ nhập viện điều trị muộn. Hiện có nhiều ca biến chứng rất nặng, phần lớn là chưa tiêm hoặc là tiêm không đầy đủ vaccine phòng bệnh. Ho gà
vào trong năm nay thì cũng hầu hết là những trẻ dưới 3 tháng tuổi và đều là những cái bạn mà chưa được tiêm hoặc là mới tiêm có một mũi. Theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, thời điểm đầu mùa hè với thời tiết nắng nóng, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều là thời điểm thuận lợi cho các virus vi khuẩn gây bệnh sinh sôi phát triển, có nguy cơ làm gia tăng ca bệnh hoặc là chuyển thành dịch đối với các bệnh truyền nhiễm. Do đó, Cục Quản lý Dược đã có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm kiểm soát bệnh tật, các cơ sở y tế trên địa bàn thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc để bảo đảm sẵn sàng cung ứng thuốc điều trị, nhất là dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Chiều ngày 26 tháng 4, các lực lượng chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân điều tiết tình hình giao thông ở các khu vực cửa ngõ có mật độ phương tiện tăng cao khi người dân bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Ghi nhận tại cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, ngay khu vực đầu tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ 16 giờ, cảnh sát giao thông và các lực lượng liên quan đã chủ động phối hợp phân luồng, điều tiết hướng dẫn các phương tiện di chuyển. Càng về chiều tối, lượng xe đổ về càng đông, di chuyển chậm. Tại một số khu vực đang thi công công trình hạ tầng giao thông đã xuất hiện ùn tắc kéo dài. Trong khi đó, tại cửa ngõ phía tây, người dân cũng tấp nập rời thành phố về quê nghỉ lễ. Phòng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong hôm nay đã phân bổ lực lượng có mặt tại các tuyến đường huyết mạch, tại các điểm nóng như sân bay, ga tàu, bến xe, bến phà, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân về quê đón lễ được an toàn, thông suốt. Trong kế hoạch phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn từ nay cho đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đạt tối thiểu 68 ha công viên công cộng. Thực hiện kế hoạch phát triển công viên và mảng xanh từ nay đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đạt tối thiểu 68 ha công viên công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh. Theo đó, ưu tiên đầu tư công viên tại các địa phương có quỹ đất quy hoạch xây dựng công viên cây xanh lớn nhưng chưa được đầu tư. Điển hình như thành phố Thủ Đức, các quận 7, 12, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát việc đầu tư, xây dựng, bàn giao công viên cây xanh trong các dự án phát triển nhà ở. Ngoài ra, giai đoạn này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát thu hồi việc sử dụng cho thuê đất công được quy hoạch là đất công viên để xây dựng công viên. Thưa quý vị, cách đây ít giờ, trận tứ kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq đã kết thúc với tỷ số sát nút 0-1. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mắc nhiều sai lầm và phải trả giá bởi bàn thua duy nhất trên chấm phạt đền. Để thua với tỷ số 0-1, U23 Việt Nam đành ngậm ngùi dừng bước ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Điều đó cũng đồng nghĩa thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã hết hy vọng tranh vé dự Olympic Paris.